Mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Audi Phát nha. Ngày hôm nay thì em đang ngồi tại một cái điểm quán cà phê tại khu vực Aeon, quận Tân Phú anh chị, khu đại đô thị Saigon City á. Hướng bên kia anh chị thấy không? Đó, chính là khu vực tại Saigon City. Hôm nay thì em giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cái căn nhà nằm tại gần khu vực này ha. Gần khu vực này. Đây là quận Bình Tân anh chị ha. Cái nhà mình thì nằm tại đường 26 tháng 3 quận Bình Tân, nhưng là giáp bên Tân Phú. Biên độ là anh chị đi là chưa tới một cây số là đã về ngay khu vực Aeon quận Tân Phú rồi. Vị trí rất là đẹp. Bởi vì căn này giá rất là tốt nên em mới chia sẻ lên đây để cho cộng đồng mạng cùng với cô chú anh chị mình là có nhu cầu mình mua để mà mình ở hay là mình đầu tư mình giữ tiền, mình mua cho con cái ở khu vực Saigon này, mình đi học bên trường Đại học Công Thương này, rồi các khu vực về quận Tân Phú, quận Tân Bình hay là về sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng rất là gần. Hãy căn nhà này thì bề ngang anh chị, bề ngang là 4m1, dài là 10m cô chú anh chị. Nhà một trệt, hai lầu sân thượng. Công năng thì gồm có là 3 phòng ngủ, một phòng thờ, rồi sân thượng phía trên nữa. Rất là công năng anh chị ha. Nhà mới đẹp công năng, vào ở ngay. Thì em sẽ để một cái số hình ảnh lên trên cái video cho cô chú anh chị mình xem rõ đường nha. Đường là đường xe hơi luôn cô chú anh chị. Căn này thì hiện tại là anh chủ là đang chào với mức giá là 4 tỷ 780 triệu anh chị ha. 4 tỷ 780 triệu, giá thì còn thương lượng, chủ thì còn bớt một xíu ra lọc cho cô chú anh chị mình thiện chí. Đây em quay sơ cái tổng quan khu vực đường này đó, hướng bên đó chính là Saigon chị thấy không. Quán cà phê này phải nói là rất là đông anh chị, buổi sáng buổi trưa buổi chiều rất là đông luôn đó. Bởi vì cái nhà này hiện tại thì anh chủ đang ở thì anh cũng không có muốn là quay video trong nhà đang lên, thành ra là em mới review thế này và gửi một số hình ảnh này, đường xá cho cô chú anh chị mình xem, mình tham khảo ha. Nếu anh chị mình mà thấy là phù hợp nhu cầu, phù hợp công năng thì có thể là gọi trực tiếp cho em Hảo để mà mình qua, mình gặp trực tiếp chính chủ mình xem cái nhà này và mình thương lượng giá cả bên chủ nhà ha. Với mức giá là 4 tỷ 780 triệu còn thương lượng với một căn nhà là rất là công năng, bề ngang 4m, nhà chủ tự xây ở rất là kiên cố, 4 tầng anh chị, 4 tầng, 3 phòng ngủ phòng thờ. Nếu mà anh chị mình không làm phòng thờ thì có thể là cải tạo thành làm là 4 phòng ngủ luôn ấy, rất là công năng. Dạ em mến chào cô chú anh chị nha.